khoe mọi người một bộ màu marker đến từ thương hiệu La Luna với đầy đủ màu sắc tươi sáng. Bây giờ thì mình sẽ đổ màu ra, sau đó sắp xếp lại chúng cho cùng tông màu để dễ tìm má màu hơn. Ta-da, nhìn ngầu chưa? Giờ thì cùng swatch màu thử nha mọi người. Bộ của mình là 80 màu, một nửa là tông nóng, một nửa là tông lạnh. Màu của bộ này thì mình chấm điểm cao do mực đều màu và rất tươi sáng, nhìn ưng mắt lắm. Khi nhận bộ màu thì mình còn được tặng một bộ tranh tô màu rất dễ thương, bút có đầu nhọn để tô phần nhỏ và đầu vát để tô mảng lớn, kết hợp lại rất thích. Video sau mình sẽ test thử bộ màu này lên tranh cho mọi người xem nha. Và cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Bye bye.